Bên cạnh những lợi ích tuyệt vời, thì việc tập gym có thể gây ra một số tác dụng phụ mà không phải ai cũng muốn mắc phải. Tập gym là cách không chỉ giúp bạn có được cơ bắp săn chắc, hình thể đẹp mà còn nâng cao sức khỏe tổng quan và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu quyết định tập gym, bạn nên biết những triệu chứng tương đối khó chịu mà bản thân có thể gặp phải. Đầu tiên là có thể đau ở bên hông. Đây còn gọi là hiện tượng đau bụng ngắn hạn. Hiện tượng này thường xảy ra với những người đã lâu không chạy bộ hoặc khi chúng ta chạy mà trước đó không khởi động để cơ thể làm nóng lên. Theo đó, máu chạy mạnh hơn, đi từ nội tạng vào cơ. Không những xảy ra đồng đều, gan và lá lách lúc này sẽ bị quá tải máu, chèn ép vào thành bụng và tạo ra cơn đau. Khi bị điều này, bạn nên dừng tập luyện hoặc làm chậm lại. Khi chạy, có thể hít thở, nhấn mạnh vào vùng đau đớn và buông tay khi thở ra. Điều này có thể làm cho máu lưu thông nhanh hơn. Hãy nhớ luôn luôn theo dõi hơi thở của bạn khi chạy. Tiếp theo có thể bị co giật cơ bắp. Nguyên nhân của việc co thắt là do kiệt sức và mất cân bằng điện giải. Khi bị vấn đề này, bạn cần thường xuyên uống nước trong khi tập luyện. Bạn nên uống ít nước mát, thay vào đó là cần bổ sung nhiều nước có chứa lượng vi cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, cần phải thực hiện giãn cơ trước và sau khi tập. Tiếp theo là có thể bị lạnh bụng. Trong khi tập luyện, máu tập trung vào các cơ nhiều hơn so với nội tạng. Đó là lý do tại sao bạn có cảm giác lạnh bụng. Trên thực tế, đây là một phản ứng sinh lý bình thường. Sau khi bạn quen đến việc tập luyện, cảm giác này sẽ dần biến mất. Tiếp theo là có thể bị sưng ngón chân. Lý giải cho hiện tượng này diễn ra khi tập là do nhiệt phát ra từ cơ, dây chật và viêm dây thần kinh. Vì vậy, khi tập luyện bạn nên di chuyển ngón chân của mình thường xuyên để máu lưu thông dễ hơn. Ngoài ra, bạn cũng cần mua giày thể thao đúng size. Tiếp theo là bầm tím. Chấn thương, ăn uống thiếu chất có thể dẫn đến hiện tượng cơ có thể xuất hiện những vết bầm tím sau khi tập gym. Ngoài ra, tập quá mạnh có thể khiến mạch máu bị vỡ, tạo ra vết bầm tím trên cơ thể. Bạn nên cẩn thận hơn khi tập, tránh tập quá sức và chú ý ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C. Tốt nhất, bạn cần một chuyên gia về thể hình để tư vấn nhằm tránh những cơn chấn thương không cần thiết khi tập luyện. Ngứa. Hoạt động thể chất làm cho tim bơm máu nhiều hơn và mở rộng các mạch máu và mao mạch. Quá trình này có thể vô tình kích thích các dây thần kinh, truyền đi những tín hiệu gây cảm giác ngứa ngáy đến não bộ. Trong trường hợp này, bạn đến phòng tập thể dục thường xuyên để bộ não của bạn quen với việc kích thích và ngừng phản ứng với nó. Tuy nhiên, nếu như lần nào tập cũng cảm thấy ngứa dữ dội, hãy cân nhắc đi gặp bác sĩ vì có thể bạn mắc phải chứng dị ứng với vận động rất hiếm gặp. Tiếp theo là sẽ bị chóng mặt. Khi tập gym, nếu bạn cảm thấy chóng mặt thì lý do có thể là vì bạn thực hiện các hành động một cách quá đột ngột. Ví dụ đang tập rất căng thẳng thì đột nhiên dừng lại, đang ngồi nghỉ đột nhiên đứng dậy. Ngoài ra, để cơ thể nóng quá cũng gây cảm giác này. Để tránh bị chóng mặt, bạn đừng quên khởi động cho cơ thể nóng lên trước khi bắt tay vào bài tập những động tác mạnh. Khi cảm thấy cơ thể không khỏe, bạn nên ngồi xuống hoặc nằm xuống để đảm bảo máu chảy lên não. Và khi đứng dậy, cũng không nên đứng dậy quá nhanh. Tiếp theo là có thể gây buồn nôn. Khi tập gym, đôi lúc bạn cảm thấy buồn nôn, đó là bởi vì máu đẩy ngược lên vùng dạ dày, cộng thêm việc nội tạng bị chấn động khi tập luyện. Tốt nhất bạn đừng nên ăn quá nhiều chất xơ vào ngày tập luyện và không được ăn ngay trước khi tập. Hãy tự dùng cơ thể để cảm nhận và ghi nhớ những thực phẩm tạo ra phản ứng ấy. Đau bụng đi cầu. Dao động khi khởi động chân có thể cộng hưởng với đường tiêu hóa khiến ruột của bạn bị kích thích. Trên thực tế, hiện tượng này rất hay xảy ra với các vận động viên chạy bộ. Trước khi tập, bạn lưu ý cần phải khởi động. Quá trình khởi động giúp cơ thể bạn làm quen trước, trong đó có cả hệ tiêu hóa nữa. Và bạn chỉ nên ăn trước khi tập khoảng 2 giờ đồng hồ. Nhưng mà ăn tuyệt đối không được có thực phẩm chất béo hoặc chất xơ, tức là không được ăn rau đấy. Tiếp theo là nước tiểu đấm. Có thể là do mất nước và sự hủy hoại tế bào trong quá trình tập luyện. Bạn nên uống nước trong các buổi tập. Nếu triệu chứng này không biến mất, hãy đi gặp bác sĩ. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về những tác dụng phụ trong quá trình tập gym. Tuy nhiên những lợi ích mà tập gym đem lại, các bạn không thể chối cãi. Chúc các bạn thành công trong con đường tìm đến với thể hình của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ đăng ký và nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. 'Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Never ain't an option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. 'Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now. Because
I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded, get the party started, yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up, pour that shit in my cup, we bout to turn up, crank this shit up so loud, sounds like we're sold out, in front of a whole crowd, we just control now, don't take this shit too personally, everybody got a different version of me, everybody gotta be learning from me, everybody wanna be working with me, and I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be, but honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe and find out who you wanna be. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me now. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I've learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better grow yourself a sack.